Thanh lý con máy cấp dòng nhé. Con này là chưa sử dụng, nhập về thì hàng bị lỗi nhỏ này các bạn. Các bạn để ý cái dòng QZ305N này là 30V và 5A, hiển thị 4 số này. Nó có những cái mức như M1, M2, M3 để setup các mức điện áp để gọi nhanh. Và đây là chiết áp. Và gói thanh lý thì các bạn có thể lấy kèm 40 đầu sạc để sử dụng. Và đây là cái lỗi của nó này. Trong quá trình chúng ta sử dụng thì chúng ta biết nó sẽ hiện 4 số 0 như này. Nhưng đây không hiểu tại sao là thỉnh thoảng nó nháy lên số 1. Vì vậy các bạn cân nhắc kỹ nhé. Hàng thanh lý vẫn bảo hành 1 tháng các bạn nhé. Đây. Hàng này không cốt kéo gì các bạn nhé. Mới nhập về nó thế nào thì mình quay video như vậy thôi. Còn không bán được thì để đó để mai sau này bắc cái linh kiện bảo hành. Vì cái dòng này thực sự là sau 3 4 năm bán mình vẫn chưa phải bảo hành một cái mã nào cả. Cái này thì đen thì chịu thôi. Vì vậy là kinh doanh đôi khi hàng nhập về đến nhà lỗi là chuyện hết sức bình thường. Trong quá trình các bạn mua đồ mới về đến nhà các bạn lỗi cũng là chuyện bình thường, vì do vận chuyển, do đủ thứ trên đời tác động vào. Đây nhớ các bạn nhé, QZ3005N nguyên hình vạn trạng, bảo hành 1 tháng, có lỗi nhỏ như này, 1.350.000. Các bạn cần mua thì vui lòng con mình theo số điện thoại là 0906 010103. Cảm ơn.